là Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nam. Kính chào quý vị, chào các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nam trên sóng FM tần số 93,3 MHz. Chương trình trưa nay, chủ nhật ngày 18 tháng 7 có những nội dung chính sau. Ủy ban dân tỉnh tổ chức bế mạc hội thi phát động từ dân quân tự vệ năm 2021. Các phường Trần Hưng Đạo, Lam Hạ, Quang Trung, thành phố Phủ Lý sơ kết công tác xây dựng đảng, chính quyền 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021. Ban tổ chức huyện ủy Thiên Liên sơ kết 6 tháng đầu năm. Ứng dụng công nghệ số trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp. Bây giờ là nội dung chi tiết. Chiều ngày 16 tháng 7, Ủy ban nhân dân tỉnh bế mạc hội thi pháp luật về dân quân tự vệ năm 2021. Dự bế mạc có đồng chí Trần Xuân Dưỡng, tỉnh ủy viên, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đại tá Lường Văn Thắng, ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, chỉ huy trưởng bộ chỉ huy quân sự tỉnh. Sau hai ngày tranh tài, các đồng chí là chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự cấp huyện, chỉ huy trưởng chỉ huy phó, chính trị viên ban chỉ huy cấp xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh đã trải qua phần thi nhận thức pháp luật về dân quân tự vệ bằng phương pháp trắc nghiệm bắn súng K54 bài 1C được áp dụng cho tất cả thí sinh. Nội dung thi riêng cho từng đối tượng gồm tham mưu xây dựng và bảo vệ đề án kế hoạch tổ chức lực lượng huấn luyện hoạt động và bảo đảm chế độ chính sách cho dân quân tự vệ giai đoạn 2021-2025 của huyện, thị xã, thành phố theo quy định của luật dân quân tự vệ năm 2019 và các văn bản quy định chi tiết thi hành luật, chuẩn bị giáo án và thực hành thi. Thượng tá Phạm Văn Lam,
một số con số rất là có giá trị sử dụng cho đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022, và khi công dân đến làm các thủ tục đăng ký quyền cư trú thì dẫn đến thay đổi thông tin về sổ hộ khẩu, cho sổ hộ khẩu và sổ trú, thì cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm thu hồi sổ hộ khẩu và sổ tạm trú theo quy định của luật, và có trách nhiệm cập nhật chỉnh sửa thông tin vào cơ sở dữ liệu và không cấp lại. Từ 1 tháng 7, công an Yên vẫn tiếp tục cấp thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân, thẻ căn cước theo quy định của luật, cấp tại các điểm công an huyện, công an thành phố, công an thị xã. Đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2021, Hưng Yên đã thu nhận trên 817.000 hồ sơ cấp thẻ căn cước công dân có gắn chip điện tử, đạt 84% công dân trong độ tuổi, thu nhập trên 1,3 triệu cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Để tiếp tục hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu này, rất cần có sự hợp tác của các công dân. Tôi vào cuộc ngay từ đầu năm để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2021, nên trong tháng đầu năm giải ngân của thành phố Hưng Yên đạt tỷ lệ cao. Năm 2021, thành phố Hưng Yên được giao tổng vốn đầu tư công là trên 330 tỷ đồng. Đến hết tháng 6, thành phố Hưng Yên đã giải ngân được trên 250 tỷ đồng, đạt hơn 75% kế hoạch và là địa phương có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công cao của tỉnh. Đạt được kết quả trên, lãnh đạo thành phố Hưng Yên đã phân công đơn vị chuyên môn, lãnh đạo các phường xã chịu trách nhiệm theo dõi tiến độ, đôn đốc các nhà thầu, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho các dự án. Do đó, thành phố đã phê duyệt quyết toán được 25 dự án hoàn thành đưa vào sử dụng 5 dự án công trình. Điển hình như dự án phát triển toàn diện kinh tế xã hội đô thị thành phố Hưng Yên, hợp phần nhà máy xử lý nước thải HI1, trường mầm non xã Hoàng Châu, trường mầm non xã Hoàng Kỳ. Hiện thành phố đang tiếp tục chỉ đạo các chủ đầu tư, ủy ban nhân dân các phường xã chịu trách nhiệm theo dõi tiến độ thực hiện từng dự án, lập kế hoạch giải ngân, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các công trình dự án trên địa bàn. Chuyển sang các nội dung khác, mới đây, Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên đã ban hành kế hoạch về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2021. Theo đó, tập trung thực hiện các hoạt động đẩy mạnh tuyên truyền về thực hiện chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng, các điển hình trong việc chăm lo giúp đỡ gia đình người có công, gia đình chính sách và phong trào đền ơn đáp nghĩa. Tiếp tục thực hiện đúng, đầy đủ, chu đáo các chính sách ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân, đảm bảo dân chủ, công bằng, công khai, đúng đối tượng theo quy định hiện hành. Tỉnh tổ chức các đoàn đi viếng nghĩa trang liệt sĩ quốc gia, tổ chức thăm và tặng quà các gia đình chính sách. Thưa quý vị và các bạn, tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ hai cá nhân tiêu biểu trong công tác hiến máu tình nguyện ở tỉnh Hưng Yên. Không chỉ thường xuyên tham gia hiến máu, các anh chị còn lan tỏa hành động đẹp đó tới nhiều người xung quanh, vận động mọi người cùng chúng ta hiến máu trong mùa dịch, tiếp thêm sức mạnh cho công cuộc phòng chống dịch của cả nước. Ghi nhận của phóng viên Đăng Mạnh. Chị Lê Thị Thiện ở xã Xuân Quan, huyện Văn Giang đã có trên 20 lần hiến máu tình nguyện. Ngay cả trong thời điểm dịch Covid-19 bùng phát, chị vẫn duy trì thường xuyên hành động hiến máu dù gặp phải không ít sự phản đối của người thân. Tôi nghĩ là bây giờ đến cái bệnh viện nhiệt đới đấy, họ chuyên về cái bệnh Covid mà cũng có ca như thế thì không đảm bảo an toàn. Thế là cũng lo cho các cháu, thì phải là thôi, chú nghĩ là tôi nhất là nên ở nhà. Không chỉ thuyết phục để người thân yên tâm, bản thân chị Thiệp còn vận động được nhiều người thân bạn bè cùng tham gia hiến máu với mình. Họ đã quyết định lấy máu là chắc chắn phải đảm bảo an toàn rồi, nên là vẫn yên tâm đi thôi. Là 17 người, hôm sau 18 người, hai lần đi. Còn anh Nguyễn Cảnh Kiên, bí thư đoàn xã Hồng Quang, huyện Ân Thi, cũng đã có 7 lần tham gia hiến máu tình nguyện. Tại địa phương, anh Kiên được biết đến là một người giỏi vận động thuyết phục mọi người cùng tham gia hiến máu. Anh Kiên cho biết: có một người thì sẽ không làm nên được những việc lớn. Vậy mình công tác tập hợp thu hút anh em mọi người, rồi quần chúng nhân dân tham gia hiến máu tình nguyện được nhiều thì nó ý nghĩa. Hai năm gần đây, dù dịch Covid-19 bùng phát, nhưng anh Kiên vẫn vận động được từ 20 đến 25 người cùng tham gia hiến máu, vượt chỉ tiêu huyện giao về số người tham gia hiến máu của xã. Ông Nguyễn Xuân Tình, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hồng Quang, huyện Ân Thi, nhận xét: đồng chí rất nhiệt tình trong công tác tuyên truyền, vận động, đặc biệt là đoàn thanh niên, phối hợp với các ngành đoàn thể
tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh cũng như là trực tiếp xuống địa bàn để tuyên truyền cho thanh niên nắm được về cái ý nghĩa sâu sắc của tình nguyện hiến máu. Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, lượng máu dự trữ lại cạn kiệt, những việc làm của chị Thiệp hay anh Kim là rất đáng trân quý. Họ đã thể hiện tinh thần trách nhiệm với cộng đồng khi đại dịch bùng phát, đồng thời cũng cho thấy niềm tin và công tác tổ chức hiến máu tình nguyện đảm bảo phòng chống tốt lây nhiễm dịch bệnh. Tiếp tục với phần tin trong nước. Lương hưu trợ cấp của 8 nhóm thụ hưởng dự kiến tăng 15% từ ngày 1 tháng 1 năm 2022 theo đề xuất của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Theo đó, người hưởng lương hưu trợ cấp trước ngày 1 tháng 1 năm 1995 có mức thấp cũng sẽ được điều chỉnh bổ thêm để đạt 2,5 triệu đồng một tháng. Cụ thể, người hưởng thấp hơn 2,3 triệu đồng thì tăng thêm 200.000 đồng mỗi tháng. Nếu mức hưởng dao động từ 2,3 đến dưới 2,5 triệu đồng thì điều chỉnh sao cho đủ 2,5 triệu đồng. Dự kiến hơn 878.000 người thuộc 8 nhóm được thụ hưởng chính sách mới này, trong đó có cán bộ xã phường, người hoạt động không chuyên trách cấp xã, người hưởng trợ cấp mất sức lao động, công nhân cao su, người hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, bộ đội công an tham gia kháng chiến chống Mỹ đã xuất ngũ về địa phương. Kinh phí ngân sách nhà nước hai tháng đáng điều chỉnh vào đầu năm 2022 là hơn Blue Tower vẫn chưa thực hiện đầy đủ theo nội dung đã cam kết. Theo đó, qua thông tin từ Tổng đài đường dây nóng, ngày 2 tháng 5 năm 2021, kênh VOV Giao thông đã có bài phản ánh về việc chủ đầu tư của tòa nhà Parkview Tower có địa chỉ tại tổ dân phố số 33, phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, không bàn giao quỹ bảo trì 2% giá trị mua bán căn hộ chung cư cho ban quản trị, dẫn tới không thể bảo trì bảo dưỡng một số hạng mục. Hậu quả, người dân phải gánh chịu tình trạng cơ sở vật chất hạ tầng xuống cấp. Đến ngày 17 tháng 5 năm 2021, chủ đầu tư của tòa nhà Parkview Tower đã có buổi làm việc với đại diện Ủy ban nhân dân quận Hoàng Mai, Ủy ban nhân dân phường Vĩnh Hưng, ban quản trị tòa nhà Parkview Tower và tổ dân phố số 33 phường Vĩnh Hưng. Sau cuộc họp, chủ đầu tư đã có động thái vào cuộc nạo vét, khơi thông hệ thống thoát nước của tòa nhà. Tuy nhiên, về phần hồ sơ và kinh phí bảo trì, chủ đầu tư vẫn chưa bàn giao cho ban quản trị. Ông Nguyễn Quốc Đạt, tổ trưởng tổ dân phố số 33 phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai cho biết. Theo cuộc họp, tôi thấy trong thời gian vừa qua, chủ đầu tư cũng như đồng phát đã tiến hành để cho nạo vét. Sau khi nạo vét thì hiện tại tình trạng mưa ngập lụt đã giảm hơn so với trước. Đấy là một cái tổ dân phố cũng ghi nhận. Còn cái việc mà bàn giao các hạng mục công trình cũng được ký hạn tâm mở thì đầu tư cơ ban quản trị cái này là chủ đầu tư của nhà hiện chưa được thực hiện. Thì tổ dân phố cũng rất lên tiếp và hy vọng trong thời gian tới chủ đầu tư và ban quản trị của nhà có thể hợp làm luôn công việc bàn giao theo quy định của luật. Như vậy theo người dân, đến nay sau cuộc họp chủ đầu tư vẫn chưa bàn giao hồ sơ và quỹ bảo trì. Về vấn đề này, trao đổi với phóng viên kênh VOV Giao thông, ông Đậu Khắc Quang, đại diện cho Hai Bà Trưng thì là các bệnh nhân, trong đó thì có bệnh nhân nam tên là T, sinh năm 1955, địa chỉ tại Bùi Thị Xuân, Nguyễn Du, Hai Bà Trưng. Bệnh nhân này thì là F1, chồng của bệnh nhân T, bố của bệnh nhân H, cùng địa chỉ đã được công bố dương tính vào tối ngày hôm qua. Các trường hợp bệnh khác thì cũng ở tại các địa chỉ ở Hai Bà Trưng và những thông tin tiếp theo liên quan đến các ca bệnh ở Hà Nội chúng tôi cũng sẽ còn tiếp tục tổng hợp và truyền tới cho quý vị khán giả. Một thông tin khác mà chúng tôi cũng muốn cập nhật đến cho quý vị đó là người về Thái Bình thì phải có giấy xét nghiệm SARS-CoV-2. Từ 12 giờ ngày 19 tháng 7, người về Thái Bình khi ra tỉnh ngoài quay về tỉnh phải có kết quả xét nghiệm virus SARS-CoV-2. Cụ thể là đối với xét nghiệm bằng phương pháp real-time PCR có kết quả âm tính trong vòng 72 giờ. Đối với xét nghiệm bằng phương pháp test nhanh kháng nguyên thì có kết quả âm tính trong vòng 48 giờ. Trường hợp chưa làm xét nghiệm hoặc xét nghiệm quá thời hạn nếu ở nơi này thì sẽ không được vào tỉnh Thái Bình. Nếu mà vào tỉnh thì phải thực hiện cách ly y tế tạm thời tại khu cách ly tập trung của huyện, thành phố để thực hiện xét nghiệm và phải trả kinh phí theo quy định. Bên cạnh đó thì Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Thái Bình yêu cầu Công an tỉnh chủ trì phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Giao thông Vận tải, Sở Y tế, Cục Quản lý Thị trường và các sở, ngành, đơn vị liên quan tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ công tác liên ngành, có phương án phân luồng riêng cho các xe hàng hóa, xe chở người đi bệnh viện, xe cấp cứu,
thông tin nhanh chóng nhất, thực hiện khai báo y tế các thủ tục hành chính để hàng hóa tiếp tục được lưu thông thông suốt trên khắp địa bàn tỉnh và được tới các địa phương toàn quốc, kịp thời thông tin nhanh chóng danh sách người dân vào tỉnh qua các chốt kiểm dịch cho các địa phương để quản lý khai báo y tế và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch phù hợp. Và bây giờ thì chúng tôi cũng xin được chuyển sang với một tin tức đáng chú ý tiếp theo. Thưa quý vị thính giả, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã yêu cầu Sở Lao động Thương binh và Xã hội của tỉnh này khẩn trương làm rõ việc vi phạm phòng chống dịch với trường cao đẳng nghề Nghi Sơn vì tổ chức cho hơn 200 học sinh đi thực tế. Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã có văn bản yêu cầu Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thanh Hóa khẩn trương làm rõ việc vi phạm trong công tác phòng chống dịch COVID-19 đối với trường cao đẳng này. Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu trường cao đẳng nghề Nghi Sơn báo cáo giải trình, kiểm điểm trách nhiệm các tập thể và cá nhân liên quan đối với việc phê duyệt kế hoạch và tổ chức cho học sinh, sinh viên đi thực tập tại các tỉnh, thành phố, những nơi đang có diễn biến phức tạp về dịch COVID-19, không thực hiện nghiêm các quy định trong công tác phòng chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của các bộ ngành trung ương và của tỉnh Thanh Hóa. Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa yêu cầu trường cao đẳng nghề Nghi Sơn khẩn trương gửi báo cáo về Sở Lao động Thương binh Xã hội Thanh Hóa trước ngày 20 tháng 7. Ngoài ra, Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng giao Sở Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Ủy ban Nhân dân thị xã Nghi Sơn kiểm tra, làm rõ các nội dung thông tin trên cơ sở báo cáo giải trình và kết quả kiểm điểm trách nhiệm của trường cao đẳng nghề Nghi Sơn để đề xuất hình thức xử lý nghiêm khắc đối với tập thể và cá nhân, nhất là người đứng đầu trong việc lơ là, chủ quan, thiếu trách nhiệm, không thực hiện nghiêm các quy định trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Sở Lao động Thương binh và Xã hội gửi báo cáo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh trước ngày 23 tháng 7. Trước đó thì vào ngày 14 tháng 7, trường cao đẳng nghề Nghi Sơn đã triển khai kế hoạch đưa hơn 300 sinh viên đi thực tập tốt nghiệp tại các cơ sở nhà máy, xí nghiệp ở Bắc Ninh và Hải Dương, khiến nhiều người sau đó có phản ứng. Ngay sau đó thì Ủy ban Nhân dân thị xã Nghi Sơn đã cho đình chỉ hoạt động ngay trước giờ xuất phát. Qua trao đổi thì ông Hoàng Anh Tuấn, hiệu trưởng của trường cao đẳng nghề Nghi Sơn thừa nhận việc tổ chức cho học sinh, sinh viên đi thực tập trong giai đoạn hiện nay là chưa phù hợp và là sai sót của nhà trường. Và đó cũng là thông tin cuối cùng trong đọc báo và lúc bắt đầu chương trình Hà Nội Trưa mà chúng tôi muốn gửi đến cho quý vị. Và lúc này đây thì mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng quay trở lại để thư giãn về âm nhạc trước khi bắt đầu hành trình đi tìm kiếm những địa điểm ăn uống vui chơi trong Hà Nội ăn và chơi chiều ngày hôm nay quý vị nhé.
thời điểm những đoạn đường mà quý vị di chuyển qua thì cũng khó lòng nào mà chúng ta có
hoàn toàn thông thoáng được thì cũng mong quý vị hãy kiểm soát tốt tốc độ của mình khi mà di chuyển qua cung đường này. Bây giờ thì trở lại về những giai điệu âm nhạc mà khán giả cũng đã yêu cầu tới cho chương trình. Khán giả của nick Facebook Nguyễn Thiết Anh Đức có muốn yêu cầu một bài hát là bài Sài Gòn Đau Lòng Quá gửi tới cho bạn Anh Duy. Bạn Anh Đức có viết ở trong tin nhắn mở ngoặc group band thì có lẽ đây là nick Facebook của bạn Anh Duy này. Bạn Anh Duy ở trong Hồ Chí Minh lời nhắn là Duy ơi, ở nhà chống dịch và nhớ thực hiện quy tắc 5K nhé. Chúng tôi hy vọng rằng là lời nhắn này có thể được chuyển tới cho anh Duy và bài hát Sài Gòn Đau Lòng Quá cũng sẽ được phục vụ tới cho quý vị khán giả ngay sau đây ạ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chuyển. Như vậy đây là trường hợp tham dự Olympic Tokyo đầu tiên nhập viện vì Covid-19. Khi mà ngày khai mạc Olympic 2020 đang gần kề, Nhật Bản vẫn đang phải ứng phó với sự gia tăng của các ca nhiễm mới Covid-19. Bản tin thể thao tới đây xin được tạm dừng. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Theo thống kê của Đại học Johns Hopkins,
Trong tuần thứ hai của tháng 7, số ca mắc COVID-19 ghi nhận tại các nước Đông Nam Á tăng lên 41%. Trong giai đoạn ngày 8 tháng 7 đến ngày 14 tháng 7, tỷ lệ tử vong vì virus corona tại khu vực này tăng là 39% và vẫn chưa có dấu hiệu chững lại. Đây là mức tăng nhanh nhất từng ghi nhận trên thế giới, theo Bloomberg. Trong khi đó, thì tỷ lệ tiêm chủng của các nước Đông Nam Á ở ngưỡng là 9%, chỉ cao hơn châu Phi và Trung Á. Indonesia, nền kinh tế lớn nhất khu vực Đông Nam Á, trở thành tâm dịch lớn nhất thế giới với số ca mắc COVID-19, với mỗi ngày trên ngưỡng là 40.000 trong 4 ngày liên tiếp là ngày 13 cho đến ngày 16 tháng 7. Trong ngày 17 tháng 7, nước này đạt kỷ lục với 51.952 trường hợp mắc mới ghi nhận trong vòng 24 giờ. Indonesia đã mua được 480 triệu liều vaccine cho người dân của họ. Và từ nhiều hãng khác nhau trên thế giới, 1/3 trong số này được chuyển giao, khiến nước này trở thành quốc gia có nguồn dự trữ vaccine lớn nhất khu vực Đông Nam Á. Nhưng việc phân phối và quản lý nguồn cung này cho toàn bộ người dân trên đảo quốc lớn nhất thế giới là một nhiệm vụ khó khăn. Việc phân phối gặp thách thức tại các khu vực biển và nơi địa hình khắc nghiệt, cũng như là sự chấp thuận từ nhiều chi nhánh và bộ máy hành chính. Mua chỗ tiêm vaccine trên Shopee. Yeah. Trong khi đó thì trong những tuần gần đây, sự lo lắng của người dân Thái Lan về việc tiêm vaccine COVID-19 đã lên đến đỉnh điểm khi nhu cầu vượt xa nguồn cung có trong kho. Thái Lan bắt đầu đặt mục tiêu mua thêm 10 triệu liều mỗi tháng khi bắt đầu triển khai chiến dịch tiêm chủng đại trà trên toàn quốc vào tháng 6. Tuy nhiên, do không dự trữ đủ vaccine AstraZeneca sản xuất nội địa, mục tiêu này đang bị cản trở. Ngày 15 tháng 7, AstraZeneca thông báo trì hoãn thời gian giao hàng thêm 5 tháng đối với 60 triệu liều dự kiến cung cấp cho Thái Lan, một động thái làm trì trệ thêm chiến dịch tiêm chủng của nước này. Trong bối cảnh đó, người dân xứ sở Chùa Vàng đang tìm con đường khác để tiếp cận vaccine, điển hình như đối với những người có đủ khả năng đi du lịch. Việc tiêm chủng ở các quốc gia như là Mỹ là một sự lựa chọn. Nhiều người điên cuồng tìm kiếm vaccine Moderna tại các bệnh viện tư nhân với chi phí khoảng là 91 đô la Mỹ cho 2 mũi tiêm. Còn cộng lại để tính 91 đô la Mỹ bao nhiêu tiền quý vị? Cần cái máy tính 91 nhiều chợ đã chút. Tuần trước thì 1.800 chỗ tiêm vaccine Moderna đã bán hết trong vài phút khi bệnh viện Gia Thai ở thủ đô Bangkok rao bán trên nền tảng thương mại điện tử Shopee. Và khi thấy bạn bè cùng trang lứa ở Singapore bắt đầu đến tiêm vaccine, chúng tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng. Christine Lee, 35 tuổi, đã cho biết. Một người Singapore sống tại Thái Lan chia sẻ, cô cố gắng sử dụng cổng thông tin chính phủ Thái Lan thiết lập cho người nước ngoài đăng ký tiêm vaccine COVID-19 vào tháng 6, nhưng gặp vấn đề lớn với đăng ký trực tuyến. Hiện nay thì chỉ mới 3,9% dân số, tương đương là 3,4 triệu người tại Thái Lan đã được tiêm chủng đầy đủ theo khuyến cáo. Chúng ta nghe cái câu chuyện về vaccine thì mình thấy là nó nhức cái đầu quá à. Có những nơi thừa, có những nơi thiếu, có những người có những người không, quá trời quá đất. 2 triệu đồng, 2 mũi, 2 triệu rưỡi. Chính là mang vô hồn. Tất cả các nước trên thế giới đều đang chạy đua quý vị. Và thật là uổng phí cho quý vị nếu như mà chúng ta có điều kiện tiêm nhưng chúng ta lại không tiêm. Đó gì thì nói chứ, ở bên cạnh những quốc gia lân cận họ đang sôi động với những cái câu chuyện về vaccine, về máy thở, về oxy, về tất cả.